là đơn vị có quân số trẻ, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 962, quân khu 9 đã xây dựng mô hình con tàu thanh niên để giúp công tác huấn luyện, giáo dục cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên được tốt hơn, nâng cao tính kỷ luật quân đội cũng như trau dồi kiến thức, rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho anh em trong đơn vị. Sau hơn 1 năm triển khai mô hình, nhận thức, trình độ của bộ đội ngày được nâng lên. Các tàu trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm 100% quân số, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Mô hình con tàu thanh niên đi vào hoạt động cho đến nay, thì công tác xây dựng chính quy đã dần đi vào nề nếp, ổn định. Rồi là cái trang thiết bị trên tàu, phương tiện trên tàu thì được đầu tư ngày càng đồng bộ hơn. Rồi cái vệ sinh, trật tự nội vụ, rồi lễ tiết tác phong quân nhân là ngày càng có tiến bộ. Cùng với huấn luyện cho bộ đội thuần thục các phương án cứu hộ cứu nạn, hàng tuần đơn vị còn thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy. Nhờ sự chủ động này, lực lượng và phương tiện chữa cháy được biên chế luôn sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ. Hệ thống kho, trạm, xưởng của đơn vị đều bảo đảm an toàn. Bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, cán bộ chiến sĩ trẻ đã có nhiều ý tưởng, đề ra những giải pháp hữu hiệu, vừa góp phần tiết kiệm chi phí, công sức, đồng thời bảo đảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nhiều sáng kiến, cải tiến được nghiệm thu, đưa vào huấn luyện, như nghiên cứu chế tạo hệ thống bơm chống chìm trên tàu, dọ cứu hộ cứu nạn, máy nạp tháo đạn súng máy phòng không 12,7 ly, xe để dụng cụ phòng chống cháy nổ. Chúng tôi thực hiện chế độ là sáng lau xương, chiều lau bụi để bảo quản bảo dưỡng vũ khí. Thì trong tuần đó chúng tôi thực hiện ngày kỹ thuật vào ngày thứ sáu, bảo quản tất cả các trang thiết bị có trên tàu để duy trì hệ số kỹ thuật của tàu và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Thời gian qua, tiểu đoàn còn thực hiện hiệu quả khẩu hiệu tàu là nhà, đồng đội là anh em. Quả đó, mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, đồng chí, đồng đội luôn được duy trì tốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Đội ngũ cán bộ các cấp, các anh luôn chỉ dạy, quan tâm, chia sẻ, hướng dẫn chúng tôi về những mặt công tác. Các anh vừa là cấp trên chúng tôi và như là người anh, người chị giúp đỡ chúng tôi. Từ thành công của mô hình con tàu thanh niên, tiểu đoàn 1 xứng đáng là đơn vị điển hình tiêu biểu, góp phần cùng lữ đoàn 962 quân khu 9 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ngày càng tô thắm truyền thống đoàn kết bí mật, dũng cảm mở đường, kiên cường giữ bến, lập công xuất sắc của đơn vị.